quý 2 này để tiếp tục nhặt chỉ tiêu 25, ở đây là từng này tiền. Và chỉ tiêu 27, 25 với 27 này. Đây thuế của em là 10% này. 25 với 27. 25 10 9 60 này. 27 là 1 9 95 này. Ra mấy Thấy cái chưa? nhỏ nhỏ. Điền vào đây. Ủa chị, mình lấy chữ thứ 27, Chỉ tiêu 27. 27 là đưa vào đoạn bán ra. Đây này. À nhầm, 28. Xin lỗi em, 28. 28 chứ. 25, 28. Rồi, bằng công thức số của công thức chị đã đặt rồi. Mà cũng khớp với tờ khai của em luôn. Chị nghĩ là thế. Nhá. Để em nhập quý ba quý bốn Và ngon chỉ tiêu này là 5878222. Cũng điền vô đây luôn. Đấy. Rồi, công thức nhảy ra số thuế được khấu trừ là 3587. Nhưng mà đây để chỉ được có 3387 thôi. Là do thế này. Do cái số thuế này của em ấy. Nghe chưa? Có. yeah. Nhưng em không điền vào. Đấy, có nhưng không điền vào. Thế thì bây giờ chị vẫn để ở đây ấy, là bằng không. Để cho nó khớp với tờ khai cả đã. Rồi tí nữa ta hướng dẫn điều chỉnh sau. Em hiểu không? Nhá. Ủa chị, như như vậy mình có cần là bổ sung Có. thế? Có, cái này chắc chắn là sẽ nộp bổ sung. Nhưng mà muốn đổ sung thì tí nữa chị cũng phải căn cứ trên tờ khai thực tế. Nhá. Căn cứ trên tờ khai thực tế của Misa ấy, mà chị đang vào lại cho em ấy, để hướng dẫn em làm lại. Chứ cũng chưa hẳn là cái tờ khai thuế đó nó khớp 100% so với tờ khai mà em đã nộp ở trên hệ thống thuế điện tử đâu. Em hiểu chưa? Vậy chị đưa ra cái bảng này cho em là mục tiêu của chị là bảo em hãy thống kê lại toàn bộ tất cả những gì mà thực trạng ấy trên tờ khai của em ấy đã nộp như thế nào thì ta sẽ đưa ra như thế luôn cho chị cái đã. Đấy, còn tí nữa đúng sai thì chị sẽ nói lại cho em hiểu. Bởi vì ở đây bảng kê này chị yêu cầu em là hãy thống kê lại cho chị thôi. Bây giờ em mở cái bốn ra ấy, tiếp tục thống kê vào đây cho chị. Rồi chị. Rồi. Bây giờ nhá, chốt là bên cái cột bên trái của C này là mình đã làm hoàn thành nhiệm vụ của mình ý. Thống kê 4 quý vào đây. Bây giờ em sang phần mềm kế toán Misa cho chị. Chị hỏi em, toàn bộ đầu vào đầu ra em đã nhập lên đây chưa? Đầy đủ chưa? Đúng rồi chị. Rồi, bây giờ em chị sẽ dạy em cách lập lập lại tờ khai thuế trên Misa. Thế thì có bạn hỏi chị là ôi chị ơi em đã làm rồi, tại sao chị lại còn phải dạy em ấy làm lại ở trên đây làm gì? Thì chị trả lời là vẫn phải lập lại ở trên đây, trên phần mềm Visa. Vì mình đang làm lại cái báo cáo tài chính cho quá khứ, cho năm quá khứ nhá. Thế còn cái năm tương lai ấy, là cái năm hiện tại và các năm tương lai về sau ấy, thì chị sẽ dạy em cái cách là trước khi mà kê khai lên HTKK ấy, là chị sẽ hướng dẫn em lập tờ khai thuế ở trên phần mềm. Rồi làm bước toán khấu trừ thuế. Rồi đối chiếu thuế giữa HTKK mình nộp và Misa là mình đã khớp. Thì lúc đó ấy, hàng quý mình làm được điều đấy rồi thì cuối năm mình rất yên tâm với số liệu của mình là không bao giờ em bị điều chỉnh. Bị điều chỉnh chỉ trừ khi mà mình bị thông báo ấy là hóa đơn bị loại trừ ấy, hoặc mình phát hiện ra hóa đơn của mình bị loại trừ hay mình sai sót thì mình mới phải điều chỉnh thôi. Còn thực tế là em đã làm được hai cái bước như chị nói ấy, khớp với nhau ấy thì em sẽ không bị điều chỉnh nếu không có những cái sự kiểm tra những cái lỗi do yếu tố ấy khách quan mang lại, chủ quan là bao giờ em đúng. Thế thì chị giải thích là em vẫn phải lập tờ khai thuế ở lên đây để cái mà em đang nhập là cái hiện tại, còn cái mà em đang làm ở đây, nghe chưa, là có thể là nó sẽ sai, mình phải điều chỉnh lại, nhưng mình sẽ điều chỉnh theo gần sát với số liệu ấy mà em đã kê khai, hoặc mà mình lập xong mà nó quý nào mà nó bằng ấy thì càng tốt. Em hiểu chưa? Vẫn phải lập lại trên đây để kiểm soát vấn đề về thuế. Vậy em vào phân thuế đây, phần trăm thuế đây nhá, được chưa?
Em chọn cái phần thuế giá trị gia tăng theo thông tư 80. Đây em bấm vào đây này. Nhá. Đây. Theo thông tư 80. Chọn tờ khai quý đây. Chọn quý 1 năm 2020. Hai, chọn phụ lục bảng kê mua vào và bảng kê bán ra. Em nhấn đồng ý. Thế nhưng mà quý 1 năm 2022 để chị xem số liệu chạy ra là bao nhiêu. Cái số liệu lên đây. Em chưa hạch Cái toán. gì? Để em nhớ lại chị, tại vì cái đợt đó quý đó là cái anh dịch vụ anh làm. Đúng rồi, giờ xem lại nhé, thực tế của em. Ê, từ từ em xem cái chỗ phụ lục 01 trừ 2 này. Đây 01 trừ 2 của ta, của em đưa lên không hề có một số liệu nào cả nhá. Trong khi đó thì vẫn ở dịch vụ họ khai vẫn là 212.728, thì em xem lại đầu vào của em ấy, xem em có hạch toán thiếu không, sót không. Chắc chắn là trên visa là đúng rồi. Giờ em chỉ kiểm tra cái số liệu thực tế nhất, cái hóa đơn thực tế ấy. Tức là cái này là em tra ở trên cái hệ thống đúng không? Là có hai hóa đơn này đúng không? Thì bây giờ em sẽ vào phần mua dịch vụ nhá. Mua hàng ấy, mua dịch vụ ấy. Rồi, rồi em phải. Đúng rồi, em phải toán thêm hai hóa đơn này. Và sau Cái đó này thì mua dịch vụ ấy. Đây. Bởi vì là mình khi mình lập tờ khai thuế cũng là một cái cách để mình kiểm soát xem là mình đang thiếu ấy, hóa đơn đấy, em hiểu không? Nó không lên tờ khai chắc chắn là mình chưa vào, mà mình chưa vào trong khi đó là kế toán cũ có khai thì chắc chắn là em đang vào thiếu, để mình kiểm tra. Thế thì hai cái hóa đơn mà em đang thiếu đấy là toàn là chi phí dịch vụ hết, thì em vào phân hệ mua hàng nhớ chưa, chọn mua dịch vụ. Ừ, đây chứng từ mua dịch vụ. Cái hai hóa đơn đều dịch vụ hết hả chị? Ừ, cả hai hóa đơn đấy em đều cho hết là mua dịch vụ. Tại vì thực ra cái giá trị hóa đơn của nó bé, em hiểu không? Rất là bé. Thực ra chị hiểu là cái chi phí của cái mua chữ ký số ấy là mình dùng có 3 năm, đúng không? Bản chất thì có thể phân bổ qua 2, 4, 2, nhưng mà vì số tiền nó bé quá, mình không muốn phân bổ, mình cho luôn vào ấy. Chi phí, em hiểu không? Mà cho vào luôn vào chi phí thì mình sẽ vào chứng từ mua dịch vụ đều được, hoặc là chứng từ mua hàng không qua kho. Thì ở đây chị chọn là mua dịch vụ. Bây giờ em nhấn vào dấu cộng màu xanh để thêm cái nhà cung cấp BAGA về ấy, nhá. Ok. Ừ. Bây giờ sau khi em đưa thêm ấy, hai cái hóa đơn này vào, nhưng mà em đang thiếu. Đó là đây này. Cái số hóa đơn ấy em đang thiếu. Đây, bây giờ chị bấm vào đây. Bỏ đi. Sửa. Em nhìn thấy cái sự khác nhau của cái hai phân hệ không? Nếu như mà mua dịch vụ ấy thì số hóa đơn nó nằm ở đây, nghe chưa? Đấy, em phải điền vào đây. À, còn mua hàng hóa không qua kho như hôm nọ chỉ dạy em ấy thì phần hóa đơn nó nằm ở bên cạnh này. Vậy phần này em sẽ bổ sung số hóa đơn vào đây cho chị. Nếu như mình không có số hóa đơn ấy thì cũng không thể nào lên được tờ khai thuế nhá, lưu ý. Bây giờ sau khi mà mình đưa vào ấy thì khi đó mình sẽ có cái kết quả tờ khai như thế này, thì mình sẽ đối chiếu với cái tờ khai của mình ấy đã nộp thì nó khớp số tiền rồi ấy, đúng không nào? Thì bây giờ mình sẽ đánh tên giám đốc ở dưới này rồi mình cất cho chị. Sao mình mà làm tiếp theo luôn hả chị? Ừ, xong rồi em làm thợ đóng lại, xong thêm tiếp quý tiếp theo là quý 2. Rồi, bây giờ ta cứ kiểm tra xem. Đấy, khớp. Khớp không? Ừ. Không Đầu khớp đâu vào, chị xem từng từng chỉ tiêu một nào. Đầu vào là khớp. Nhá. còn cái gì Nhưng mà đầu ra thì lại không khớp.
Đấy, thấy chưa? Thế nên chị nói là chị thì chưa kiểm tra lại visa của em mà cũng chưa check lại hóa đơn đầu ra của em. Nhưng bây giờ em sẽ phải quay lại ấy, check cho chị đầu ra của em đầu vào đúng rồi không, khỏi kiểm tra nữa. Thì đầu ra là phụ lục 01 trừ 1. Vậy các cái hóa đơn này em vào đã chính xác so với hóa đơn điện tử mà em đã xuất ra hay chưa? Nhá. Kiểm tra lại cái đã, mình mới biết được mình làm đúng hay làm sai. Rồi, chị dành em 5 phút em kiểm tra. Nhá, bây giờ chị muốn em phải so sánh được cái MISA của em làm lại ấy. Nhá, vậy em sẽ điền vô đây chị. Nhá, để quay ra em lập tờ khai quý 2 lại ấy. Em được con số bao nhiêu ấy. Cứ trên thực tế mà làm thôi. Được chưa? Trên thực tế của MISA mình đang kiểm soát lại ấy. Để mình cứ đánh vào đây cho chị. Cứ đánh hết cho chị. Hiểu không? Thì từ đó chị mới nhìn vào cái bảng em mà là đang làm đây, thì chị mới đưa ra được những cái quyết định đấy nhá, tư vấn đấy để cho em chỉnh sửa, và nếu sai thì chị sẽ hướng dẫn em điều chỉnh tờ khai ấy, đúng không nào? Đấy, và nếu đúng rồi thì chị sẽ hướng dẫn cho em thực hiện các bút toán khấu trừ thuế, được chưa? Rồi đối chiếu với cái tờ khai ấy của hiện tại, tuy nhiên kiểu gì thì chị em cũng sẽ bị 1 tháng điều chỉnh. Hy vọng là trong 4 tháng chỉ cần 1 tháng điều chỉnh thôi, chứ đừng có để tháng 3 tháng điều chỉnh hay 2 tháng điều chỉnh thôi, chứ còn kiểu gì em cũng phải lập tờ khai điều chỉnh đó, thì chắc chắn là như vậy. Còn những học viên nào ấy học chị cũng phải điều chỉnh về thuế giá trị tăng cả, chẳng có bạn nào mà làm rin 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 đấy về phần thuế này không bị điều chỉnh đâu. Bạn Rồi. nào may mắn thì 2/1/4, may còn bạn nào mà làm ổng quá thì gần như là 3/4 quý ấy là phải điều chỉnh rồi. Đúng rồi, cho nên cái phần này mình cũng có gì là lo lắng cả, chị sẽ xử lý hết cho em. Thì bây giờ em chỉ cần điền cho chị cái số tiền thuế ấy nhá, mà khi mà em lập lại tờ khai thuế trên thực trạng của doanh nghiệp ấy mà hiện tại em đang làm nhé, được chưa nhá? Ok, em làm xong phần này rồi chị sẽ gọi lại em nhá, được chưa nhở? Ừ, ok thế nhá.